Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin chuẩn bị bắt Lê Thanh Hải, cái cớ để Nguyễn Phú Trọng bám ghế hay sao? Ông Nguyễn Phú Trọng là người tham quyền cố vị, đó là thực tế không thể chối cãi. Khi ông Trọng được bầu lại Bộ Chính trị và Đại hội 12 vào năm 2016 để tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư, khi đó ông đã 72 tuổi. Mặc dù điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam quy định rõ ràng, lãnh đạo văn phòng trung ương hay các ủy viên trung ương khóa 11 được giới thiệu tái cử phải đáp ứng một trong các tiêu chuẩn là không quá 60 tuổi. Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa 11 tái cử không quá 65 tuổi. Như vậy, cách đây 5 năm, ông Trọng đã vượt xa tuổi được giới thiệu đến 7 tuổi, nhưng ông vẫn quyết phá lệ bám ghế. Trong một cuộc gặp gỡ cử tri vào khoảng tháng 5 năm 2017, ông Nguyễn Phú Trọng đã từng trả lời rằng Bí thư mà kiêm luôn chức chủ tịch thì to quá, ai kiểm soát ông đây. Tuy nhiên, chỉ 6 tháng sau, ông Trọng lấy luôn chiếc ghế chủ tịch nước sau chủ tịch nước Trần Đại Quang qua đời. Nhân cái chết của ông Trần Đại Quang được dân mạng đồn đoán rằng cũng bởi bàn tay của ông Nguyễn Phú Trọng. Đây là hình ảnh, liệu có thể nào một lần nữa ông Nguyễn Phú Trọng bám ghế hay không? Được biết vào năm 2018, ông Nguyễn Phú Trọng bị đột quỵ suýt chết khi đi kinh lý tại Kiên Giang, nơi mà cha con ông Nguyễn Tấn Dũng làm chủ. Bệnh tình này kéo dài đến hơn một năm, trong khi ông mới từ từ khỏe lại. Thế nhưng cuối cùng, ông vẫn cứ cố bám ghế không trao cho ai cả. Lúc đối diện với bệnh tật hiểm nghèo thì ông không còn buông ghế thì cũng có thể vào Đại hội 13 sắp tới. Ông cũng sẽ tìm mọi cách để bám ghế. Đó cũng là một khả năng có thể nói không thể không xảy ra. Trước ông Nguyễn Phú Trọng có ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn cũng giữ ghế cho đến chết. Lý do này để ông Nguyễn Phú Trọng bám ghế, đó thực sự vì sao mà ông ta phải cố làm như vậy? Tại Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ khai mạc vào ngày 25 tháng 1 năm 2021, tức chưa đầy một tháng nữa. Khi đó, ông Trọng đã 77 tuổi, quá quy định để ở lại Bộ Chính trị. Thế nhưng, ở năm 2016 thì sao? Lúc đó, ông Trọng cũng đã xé rào quy định và ở lại. Cho đến hôm nay, thông tin về ai thay thế ông Nguyễn Phú Trọng cũng không được rõ ràng như cách đây 5 năm. Cuối năm 2015, Trung ương Đảng đã chốt danh sách tứ trụ, nhưng nay thì không. Theo các nhà quan sát, khả năng ông Nguyễn Phú Trọng ở lại thêm một thời gian nữa sau đại hội là hoàn toàn có thể. Các diễn biến kể trên đặt ra hai câu hỏi rất quan trọng như sau. Tại sao ông Trọng có thể muốn tiếp tục ở lại như vậy? Và điều gì sẽ cản trở hoặc tạo điều kiện cho một kịch bản như vậy? Hai ứng viên hàng đầu thay thế ông Trọng làm Tổng Bí thư được xác định là ông Trần Quốc Vượng, 67 tuổi, thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng, và ông Nguyễn Xuân Phúc, 66 tuổi, Thủ tướng đương nhiệm. Cả hai người đều vượt quá giới hạn 65 tuổi để được tái cử vào Bộ Chính trị khóa tới, điều kiện cần để họ có thể giành được vị trí cao nhất. Theo truyền thống, một ứng cử viên sẽ được miễn giới hạn độ tuổi, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra hai trường hợp đặc biệt nếu cả hai ứng cử viên đều giành đủ sự ủng hộ từ Ban Chấp hành Trung ương của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Trọng được nhiều người cho là ủng hộ ông Vượng là người kế nhiệm vì lý lịch ông Vượng phù hợp hơn, như ông Vượng là một quan chức đảng kỳ cựu gốc miền Bắc, có kinh nghiệm làm Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, và đặc biệt là lý lịch của ông được coi là sạch hơn do mạng lưới quan hệ, lợi ích của ông được cho là hạn chế hơn. Như vậy, ông Vượng có thể là ứng cử viên phù hợp để duy trì di sản quan trọng nhất của ông Trọng, tiếp tục cuộc chiến chống tham nhũng. Tuy nhiên, những người am hiểu tình hình nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng ông Vượng chưa xây dựng đủ thẩm quyền cá nhân và sự ủng hộ trong Ban Chấp hành Trung ương để đảm bảo giành được vị trí này như ông Trọng dự liệu. Và đối thủ cạnh tranh chính của ông Vượng là ông Nguyễn Xuân Phúc, đương kim Thủ tướng. Ông Nguyễn Xuân Phúc có cơ sở ủng hộ mạnh mẽ hơn nhờ kinh nghiệm dày dạn trong ngành hành pháp, điều đã giúp ông xây dựng được một mạng lưới quan hệ rộng lớn hơn rất nhiều. Tuy nhiên, chính mạng lưới lợi ích lớn này lại có thể đã khiến ông Trọng lo lắng, vì nó có thể cản trở ông Phúc theo đuổi một cách hiệu quả cuộc chiến chống tham nhũng và nhiệm vụ xây dựng đảng, điều mà ông Trọng coi là hệ trọng đối với sự tồn tại của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hơn nữa, nguồn gốc miền Trung của ông Phúc có thể gây bất lợi cho ông. Trong 3 thập niên qua, chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam luôn được dành cho các chính trị gia miền Bắc. Đây là hình ảnh cho rằng có thể ông Nguyễn Phú Trọng tiếp tục bám ghế để bắt bằng được ông Lê Thanh Hải chăng? Tuy nhiên,
Phần dễ thấy nhất là cả hai ông này đều không đủ bản lĩnh để thực hiện công cuộc đốt lò. Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến đại hội thì khó mà bắt được ông Lê Thanh Hải. Nếu Lê Thanh Hải còn nhởn nhơ thì đó là lý do để ông Trọng ở lại giữ quyền lực và tiếp tục điều khiển công cuộc đốt lò. Và tham vọng của ông Vũ Trọng dường như khá giống với ông Tập Cận Bình. Chiến dịch đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng là bản sao của chiến dịch đả hổ rượt ruồi của ông Tập Cận Bình. Để đi đến vị thế quyền lực to lớn hôm nay, ông Nguyễn Phú Trọng vừa dựa vào Tập Cận Bình, vừa học hỏi kế sách của ông Tập. Tuy so với Tập Cận Bình thì mức độ thành công của Nguyễn Phú Trọng còn khá khiêm tốn, nhưng so với những tổng bí thư tiền nhiệm thì ông Trọng đã rất thành công. Tập Cận Bình là tổng bí thư kiêm chủ tịch nước thì ông Nguyễn Phú Trọng cũng đạt được. Tại Trung Quốc, hiện nay ông Tập Cận Bình đã sửa hiến pháp để cầm quyền suốt đời. Đây có thể là một ước mơ của con người tham quyền cố vị như ông Nguyễn Phú Trọng. Tuy nhiên, hiến pháp được sửa vào năm 2013 nên bây giờ khó mà sửa lại được nữa. Để cầm quyền suốt đời thì ông Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn có thể. Ông chỉ cần giữ ghế sau đại hội 13 thì ông hoàn toàn có thể cầm quyền suốt đời vì ông đã quá già và có thể chết lúc tại vị như ông Lê Duẩn hoặc chuyển giao quyền lực giữa nhiệm kỳ nếu ông cảm thấy sức khỏe quá yếu. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng không thể đảm bảo cho ứng viên của mình và chọn được đắc cử, ông có thể muốn tiếp tục ở lại thêm một nhiệm kỳ nữa. Và bản thân một trường hợp đặc biệt, nếu ông ở lại thành công, ông có thể yêu cầu cả ông Vượng và ông Phúc về hưu để xếp lại bàn cờ. Hoặc ông có thể yêu cầu ứng viên của ông không ủng hộ phải từ chức trong khi giữ lại và chuẩn bị cho người còn lại tiếp tục quản lý vị trí của mình. Có thể là vào khoảng giữa nhiệm kỳ mới. Như vậy, ông sẽ đạt được hai mục tiêu quan trọng là đưa suôn sẻ ứng cử viên mà ông lựa chọn vào ghế tổng bí thư, đồng thời duy trì sự đoàn kết và ổn định chính trị trong hàng ngũ lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng luôn muốn học tập mô hình của ông Tập Cận Bình bên Trung Quốc. Tuy nhiên, hai trở ngại chính sẽ chống lại kịch bản này. Thứ nhất, điều 17 của điều lệ Đảng quy định rằng đồng chí tổng bí thư giữ chức vụ tổng bí thư không quá hai nhiệm kỳ liên tiếp. Thứ hai, mặc dù vấn đề về tuổi tác có thể không quan trọng nếu ông ở lại được coi là trường hợp đặc biệt, nhưng sức khỏe của ông là một vấn đề rất lớn. Ông Nguyễn Phú Trọng được cho rằng đã bị đột quỵ vào khoảng tháng 5 năm 2014-19 và từ đó không thể thực hiện được các nhiệm vụ của mình một cách hiệu quả. Ông đã vắng mặt trong nhiều sự kiện của Đảng và Nhà nước Việt Nam và gần đây nhất là lễ kỷ niệm 75 năm ngày Quốc Khánh cũng vắng mặt. Giữa hai yếu tố này, giới hạn nhiệm kỳ là trở ngại lớn hơn. Vì ông Nguyễn Phú Trọng hầu như không thể sửa đổi được điều lệ đảng kịp thời để tạo điều kiện cho việc ông tái đắc cử lần thứ ba. Tuy nhiên, ông Trọng hoàn toàn có thể tự đặt mình vào trường hợp đặc biệt mà phá lệ như cách đây 5 năm ông đã từng làm. Tham quyền, mạnh liệt thì ắt Nguyễn Phú Trọng tìm mọi cách lấy quyền lực về cho bản thân ông cũng tìm mọi cách và có thể ông sẽ làm được điều đó. Có khi nào ông Nguyễn Phú Trọng lại nhường một chiếc ghế còn lại và một chiếc ghế thì không? Đây là cũng câu hỏi được đặt ra. Nếu đã tham quyền cố vị thì rất khó để người ta có thể chia sẻ quyền lực. Ông Trọng đã tốn rất nhiều công sức để chiến đấu thâu tóm thêm chiếc ghế chủ tịch nước thì khó có lý do gì mà ông nhường lại nó. Tuy nhiên, khó có khả năng không có nghĩa là không thể. Mà như đã nói, việc ông Trọng giữ chức tổng bí thư cho đại hội lần thứ 13 thì ông đã vượt quá hai nhiệm kỳ do điều lệ đảng quy định. Nếu ông ngang nhiên trà đạp đến điều lệ đảng thì ông sẽ bị giữ chức tổng bí thư, còn nếu ông còn có chút tôn trọng điều lệ đảng thì rất có thể ông sẽ nhường lại một chiếc ghế. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng đang giữ chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam nhiệm kỳ 2, ông cũng đồng thời là chủ tịch nước, chức vụ ông đang nắm giữ lần đầu tiên kể từ tháng 10 năm 2018, tức là chưa được một nhiệm kỳ. Điều đó có nghĩa là ông Trọng có thể rời chiếc ghế tổng bí thư nhưng vẫn giữ lại chức chủ tịch nước. Khi đó, ông vẫn có thể đưa ra ứng cử viên mà ông chọn vào vị trí tổng bí thư và loại bỏ ứng cử viên còn lại bằng cách cho rằng chỉ cho phép tối đa hai trường hợp đặc biệt. Đây là kịch bản cũng có khả năng xảy ra, đặc biệt nếu ông Nguyễn Phú Trọng hứa sẽ bàn giao vị trí chủ tịch nước sớm để dập tắt những chỉ trích rằng sức khỏe yếu sẽ khiến ông không thể phục vụ tốt nhiệm vụ của mình. Sau khi ở lại thành công, ông có thể giúp ông tổng bí thư mới củng cố quyền lực trong khi chuẩn bị một số người khác để có thể hợp tác suôn sẻ với ông tổng bí thư mới để tiếp quản chức chủ tịch nước của mình. Việc tính người kế nhiệm đến nay vẫn còn đang trong bí mật. Liệu các tính toán của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Chúng ta tiếp tục sẽ xem xét trong thời gian tới để biết rõ hơn. Và đây là hình ảnh liệu ông Nguyễn Phú Trọng có nhường ghế tổng bí thư trong Trần Quốc Vượng
và ông còn giữ một ghế là chủ tịch nước hay không cũng là câu hỏi tiếp theo. Vào năm 2016, trước sự cạnh tranh quyết liệt từ nhóm do cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn dắt, ông Trọng được nhiều người cho là sẽ nghỉ hưu và buông xuôi cho đối thủ. Tuy nhiên, cuối cùng, ông đã quyền biến vượt qua được thử thách để tái đắc cử và thậm chí củng cố được quyền lực lớn hơn. Ông làm được như vậy là có thể do sự giúp đỡ từ phía Bắc Kinh rất lớn. Lần này, ông Trọng đã có quyền lực quá mạnh tay, liệu ông ta sẽ làm gì và kịch bản bám ghế cũng có khả năng xảy ra chứ không phải là không có. Và chúng ta sẽ tiếp tục chờ xem một tháng sau mọi việc sẽ rõ ràng hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay, Chủ nhật ngày 27 tháng 12 năm 2020 với bản tin Chuẩn bị bắt Lê Thanh Hải, cái cớ để Nguyễn Phú Trọng bám ghế. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.